Mình chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sáng Tạo Vlog. Video tiếp theo hôm nay mình sẽ quay và giới thiệu cho các bạn những mẫu lồng đèn được làm từ giấy và ống hút để đón Tết Trung Thu ha. Các bạn xem thấy hay, hãy like và đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn Tết Trung Thu vui vẻ.